Tin rằng những người đam mê sưu tầm phần cứng cũ hẳn đều đã từng nghe qua huyền thoại 2GPUS, 4GPU Titan, giống như một truyền kỳ được tạo nên bởi các đồ họa NVIDIA. Nhưng thực ra, tổ tiên của việc sử dụng nhiều GPU lại là một hãng sản xuất các đồ họa nổi tiếng có tên 3DPIC. Có thể bạn chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng chiếc cắt đồ họa dài nhất thế giới chính là sản phẩm của công ty này, Voodoo 59000. Chiếc cắt đồ họa này bao gồm 32 nhân xử lý và 32 quạt tản nhiệt, được thiết kế thành một chiếc cắt đơn với chiều dài tương đương khoảng 5 bo mạch chủ ghép lại khi gắn vào máy tính của mình. Đó mới thực sự là cảm giác của công nghệ công nghiệp. Điều đáng kinh ngạc là gần đây, nó đã được hồi sinh, các game thủ phần cứng nước ngoài đã phục dựng lại mẫu các kinh điển của hãng này, đó là phiên bản Voodoo 56000. Phiên bản này có 4 nhân xử lý và 4 quạt tản nhiệt, nhưng đã được cải tiến để phù hợp hơn với hiện đại. Họ đã thay đổi PCB màu xanh nguyên bản thành PCB màu đen trông ngầu hơn và thay thế hệ thống cấp nguồn bên ngoài bằng kết nối 4 pin phổ biến hiện nay. Điều này có nghĩa là phiên bản phục dựng này có thể hoạt động trên các máy tính hiện đại, chỉ cần cắm nguồn là chạy. Điều này chắc chắn còn ngầu hơn so với những bộ máy tính ngập tràn ánh sáng RGB giá cả chục triệu đồng. Dù hiệu năng của nó ngày nay không đáng để nhắc đến, nhưng chính những hành động phục dựng và đam mê như thế này mới là điều mà chúng ta, những người yêu thích công nghệ và khám phá, nên học hỏi.